Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay ta gặp nhau trong chủ đề giải phương trình của lượng giải lớp 11 nha. Bài tập có nội dung như sau. Giải phương trình sin bên 3x nhân cột 2x cộng sin bên x bằng 0. Thì đã thấy là có bậc 2 đối với sin nó cộng 3x và cộng x nha. Cho nên có thể dùng thực hạ bậc xuống. Sin bên 3x chính là bằng 1 trừ cột 6x chia 2 nhân cột 2. Sin bên x chính là bằng 1 trừ cột của 2x chia 2. Hạ bậc thì nâng không. Và đây ta quy đồng khai triển ra nha. Cột 2 trừ cột 6 nhân cột 2 cộng 1 trừ cột 2 bằng 0. Ở đây cột 2 trụ còn nhé. Bây giờ còn lại là chuyển về qua là cột 6x này. Cột 2 bằng 1. Có hai này đổi cho nhau trụ cộng. Thế là cột nhân cột thì dùng công thức là 1/2 cột của hiệu 6 trừ 2 là 4 cộng cột của tổng 6 cộng 2 là 8. Quy đồng lên nha. Đây là cột 4x này. Cột 8x ta xem là cột của 2 nhân 4x là bằng 2 lần cột bên 4x trừ cho 1. Quy đồng lên là 2. Và chuyển về thì có được 2 theo cột 4x. 2 cột bên 4x cộng cột 4x trừ 3 bằng 0. Như vậy ta có A bằng B bằng C bằng 0, như vậy nghiệm bằng 1. Nghiệm bằng trừ 3/2. Như cái này âm ha, cái này bạn trừ 1 này. Trên phương trình này vô nghiệm. Cột 4x bằng 1 thì ta có 4x là bằng K2pi. Với K là số nguyên nha. Từ đây ta rút ra được x là bằng K2pi trên 4, tức là K pi chia 2. Vậy phương trình 1 ở đây nó có nghiệm là K pi chia 2 với K là số nguyên.